Mến chào quý anh chị các bạn nhé, mình đang ở tuyến số 3 nối vào khu công nghiệp 4.200 hecta. Như quý anh chị đã thấy là hôm nay là đây đã được nhổ đổ nhựa này, còn đang rất là nóng nha quý anh chị. Đây là đổ trải thảm luôn. Ở bên cạnh thì vỉa hè đã được làm rồi, đèn đường đã được lắp và những cái lan len để trồng bồn hoa này đã được giải đất để chuẩn bị thùng hoa. Và ngay tại những cái vị trí mình đang đứng ở đây thôi là có đường, những cái lô đất của cái đường nhánh ở đây là giá chỉ có trên 500 triệu một xíu. Quý anh chị hãy đăng ký kênh Quyền Anh Nhà Đất để được cập nhật những cái thông tin mới nhất về thị trường bất động sản Đồng Phú, Bình Phước, những cái tiến độ thi công về hạ tầng đầu tư công tại tỉnh Bình Phước của Đồng Phú, Bình Phước. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã coi video. Nhớ cho Quyền Anh Nhà Đất một like, đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhé quý anh chị.